Xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới thật là nhiều năng lượng. Và Linh Nhi TV hy vọng chúng ta sẽ kiên trì học hỏi để cùng nhau thành công. Tiếp tục với chủ đề InScape cơ bản, trong video ngày hôm nay chúng ta cùng nhau khám phá một cái tính năng mạnh mẽ của InScape. Và một ngày nào đó mà chúng ta muốn chèn cái chữ ký vào hàng loạt các cái giấy tờ hồ sơ, hoặc chúng ta muốn lấy một cái hình ảnh, ví dụ ở đây chúng ta muốn lấy một cái hình ảnh nhưng nó có cái nền và chúng ta chỉ muốn lấy cái hình ấy thôi, và chúng ta muốn xóa bỏ các cái nền này đi đây. Ví dụ như chúng ta muốn lấy hình ảnh của một con chim cánh cụt như thế này mà chúng ta muốn bỏ tất cả các cái hình nền của cái ảnh này đi, thì các bạn thường hay sử dụng những cái ứng dụng nào? Sẽ có rất là nhiều các bạn sẽ sử dụng các cái ứng dụng online miễn phí để làm, để tách các cái nền ra khỏi hình ảnh. Thông thường thì khi chúng ta làm trên các cái nền tảng online miễn phí đó thì cái chất lượng hình ảnh khi chúng ta tách ra thì nó không được như ban đầu. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng các cái ứng dụng phải trả tiền, tức là chúng ta sẽ phải mua. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ tới cho các bạn một cái cách xóa hoặc là tách nền khỏi hình ảnh trên cái ứng dụng InScape. Và ứng dụng này hoàn toàn miễn phí và có chất lượng hình ảnh rất là cao. Đó là các hình ảnh vector, cho nên là chất lượng nó đảm bảo đẹp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy ví dụ đối với cái chữ ký này. Mình muốn tách bỏ cái nền trắng ra đi, và chúng ta chỉ cần muốn lấy một cái chữ ký thôi để chúng ta chèn vào trong các cái văn bản. Thì chúng ta sẽ làm như nào? Đây, chúng ta thấy có nền này. Chúng ta sẽ vào Bass, chúng ta chọn Trigger Bitmap. Ở đây thì chúng ta sẽ có một Single Scan và Multicolor. Thì các bạn chọn ở đây là chế độ tách. Các bạn để ý, chúng ta chọn cái chế độ đầu tiên này, thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái chất lượng khi được tách ra. Chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy. Và các bạn muốn ở cái chế độ nào? Đây là tương phản, chế độ tương phản, màu tương phản. Ở đây chúng ta có thể lựa chọn các cái chế độ tách. Ví dụ như chế độ đầu tiên thì chúng ta sẽ chọn và chúng ta kích vào những cái mục này. Rồi chúng ta để chế độ 0.450. Tiếp theo là chúng ta kích vào đây để chúng ta nhìn thấy cái chất lượng. Sau đó chúng ta bấm vào Apply. Chúng ta sẽ tách được cái chữ ký của chúng ta ra. Nó không còn nền nữa. Các bạn này thấy. Hoặc là ví dụ chúng ta sử dụng chế độ này, chúng ta cũng tách thử để cho các bạn nhìn thấy. Đây chúng ta sẽ chọn đối tượng, sau đó chúng ta chọn Apply. Nó có chất lượng, đây thì chúng ta sẽ zoom lên. Còn chế độ kia thì chúng ta thấy nó tốt rồi, đó, chúng ta thấy rất là đẹp. Đây. Các bạn có thể thử các cái chế độ tách để chúng ta nhìn thấy chất lượng mất nền rồi. Rồi đó là cái trường hợp thứ nhất, là chúng ta sẽ tách. Đây là cái ảnh chụp, đây cái ảnh chụp của chúng ta ta. JPG, cái ảnh của chúng ta là JPG. Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang một cái loại ảnh nữa là PNG. Đây, chúng ta có ảnh PNG đây. Đây là ảnh PNG. Nó cũng có nền, chúng ta để ý. Và một cái ảnh là ký tự đa màu, tức là nó nhiều màu sắc, cũng PNG. Chúng ta để ý. Đây, nó cũng có nền, chúng ta thấy có nền trắng. Thì chúng ta sẽ test như thế nào? Đây, đầu tiên chúng ta sẽ lựa chọn. Tương tự chúng ta cũng vào Bass, rồi chúng ta cũng chọn Trigger Bitmap. Thì ở đây là ảnh đơn sắc, thì chúng ta vẫn lựa chọn cái Single Scan. Các bạn có thể lựa chọn các chế độ tách tương tự cũng như vậy. Sau đó chúng ta bấm vào Apply. Chúng ta sẽ có được cái ảnh đơn sắc. Rất là đẹp. Không còn nền nữa. Chưa? Tiếp theo đó là cái ảnh, ở đây là PNG đa màu này. Chúng ta thấy nó có nhiều màu sắc. Thì chúng ta sẽ làm như nào? Ở đây mình sẽ kéo nó rộng ra để cho các bạn nhìn thấy. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ chọn Multi Color. Ở đây thì các bạn sẽ chọn vào mục Remove Background. Thì các bạn cũng có các cái chế độ để chúng ta lựa chọn. Chúng ta lựa chọn đó là Color để chúng ta giữ lại cái màu của cái ảnh đó. Sau đó chúng ta chọn Apply. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đã có một cái ảnh đã được tách khỏi nền đa màu, nhiều màu sắc. Đó là ảnh PNG. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ xóa đây. Tiếp theo là chúng ta có một cái hình như thế này.
Cái hình này là mình muốn tách cái ảnh của hai người này ra khỏi cái nền này. Thì chúng ta sẽ làm như này. Đây cũng là một cái ảnh đa màu sắc. Thì các bạn có thể lựa chọn chế độ single scan cũng được, không vấn đề gì. Và tương tự thì chúng ta cũng chọn là upgrade. Thì nó sẽ cho chúng ta một cái màu đơn sắc như thế này. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy bây giờ chúng ta sẽ muốn lấy ảnh của một người này thôi. Ảnh của một người này thôi. Còn ảnh người này mình bỏ, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ làm như thế này. Rồi thì ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng các cái công cụ vẽ của chúng ta để chúng ta lựa chọn. Thì nếu giả sử trong trường hợp mà các bạn muốn nó là vào một cái khung, nó là một cái khung thẳng, thì chúng ta chọn vào hình vuông này. Chúng ta sẽ kéo để nó lấy khúc này. Chúng ta bỏ đi hình nền, bỏ hình nền đi. Đồng thời bỏ luôn cả cái đường vẽ nữa. Sau đó là chúng ta sẽ vào select. Chúng ta chọn giữ phím shift, chọn tiếp cái nền phía dưới. Sau đó chúng ta vào object. Chúng ta chọn clip. Sau đó chúng ta chọn set clip. Đó, vậy là chúng ta đã có được cái ảnh được tách ra, không có nền như thế này. Đó các bạn ấy. Và từ đây thì các bạn sẽ nảy sinh ra một cái ý tưởng cũng khá là hay như sau. Đây, bây giờ mình chỉ muốn lấy cái ảnh của chú chim cánh cụt này thôi. Tách cái nền nó ra, lấy cái ảnh này. Vậy thì chúng ta sẽ làm như này. Thì ở đây chúng ta sẽ có một công cụ, một công cụ chúng ta để ý. Rồi chúng ta sẽ zoom lên cho nó lớn để chúng ta lấy cho nó chính xác. Đây chúng ta sẽ vào cái công cụ vẽ này, Round by Gen này. Sau đó chúng ta sẽ chọn vào cái nút do Grid BS Line Path. Được chưa? Chúng ta chọn vào đây. Sát chọn Nerd. Rồi sau đó chúng ta zoom cho nó lớn lên để chúng ta bắt đầu chọn cái hình cần tách ra khỏi nền. Đây các bạn có thể làm như mình đây. Cũng khá là đơn giản thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn màu. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ chọn màu của nét vẽ là màu đỏ. Chúng ta sẽ mở cái pin and store lên. Vào mục store này chúng ta chọn cái nét vẽ chúng ta khoảng 0.5 thôi, 0.5 pixel thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ bấm vào cái nút công cụ hiệu chỉnh đường vẽ đây. Chúng ta sẽ kéo nó ra. Ở đây thì nó cũng khá đơn giản thôi. Bạn sẽ lựa chọn, sau đó là chúng ta sẽ kéo ra. Ở đây thì chúng ta sẽ nhấp vào thêm các cái nút. Chúng ta kéo làm sao cho nó vừa vào với cái khung hình mà chúng ta muốn lấy. Được chưa? Khá đơn giản. Chúng ta nhấp nút chuột để chúng ta thêm nút. Chúng ta kéo nó dễ. Rồi, sau khi chúng ta đã điều chỉnh xong rồi thì chúng ta sẽ làm như sau. Ta đã có xong cái hình ảnh, đã điều chỉnh xong cái hình ảnh. Chúng ta vào cái nút chọn select. Sau đó chúng ta bấm phím shift chọn cái hình nền phía sau. Sau đó chúng ta vào object chọn clip, chọn set clip. Vậy là chúng ta đã có được cái hình ảnh của chú chim cánh cụt bị tách bỏ khỏi nền, khá là đẹp. Vậy là cũng khá là đơn giản thôi. Tiếp theo là chúng ta có một cái hệ hình ảnh nữa, đó là đa màu. Phụ hoàng này đa màu cũng có nền. Bây giờ chúng ta sẽ tách như thế nào? Tương tự chúng ta cũng vào bát chọn Transfer Bitmap. Sau đó chúng ta vào Multi Cloud. Chúng ta chọn Gmo và Back Cloud. Chúng ta sẽ chọn chế độ tách, đó là Cloud. Đó, sau đó chúng ta bấm Apply. Vậy là cũng khá là ok. Trên đây thì mình chia sẻ tới cho các bạn một cái ứng dụng hoàn toàn miễn phí, đó là InSketch, để tách hoặc là xóa nền khỏi hình ảnh. Rất mong các bạn sẽ bấm vào nút đăng ký kênh và like, chia sẻ video để lan tỏa các cái kiến thức bổ ích tới cho mọi người. Và mình cũng xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái video tiếp theo. Hãy cùng nhau kiên trì học hỏi để thành công.